Bác là Trần Tiến, năm nay bác 64 tuổi rồi. Trước ấy, bác phục vụ ở trong quân đội được rèn luyện khỏe lắm. Nhưng mà bây giờ về già nghỉ hưu cái là bao nhiêu bệnh tật nó đến. Mà tai hại nhất ấy là cái bệnh tiểu đường, bác bị 2 năm rồi. Thì đầu tiên là như này, người bác béo lắm, bác 92 cân. Tự nhiên cứ thấy sút cân này, rồi mỏi mệt này, mắt thì cứ mờ đi này. Ôi giời, đi tiểu cả ngày cả đêm, khát nước. Thế là bác bảo con ấy cho bác đi khám. Thì khi mà đi khám ấy thì bác sĩ cho xét nghiệm, thử máu, thử nước tiểu, kết luận luôn bác đã bị tiểu đường. Nên là cho bác thuốc về uống. Khi về nhà ấy, uống thuốc thì nó cũng thuyên giảm đường huyết tương đối, cũng ổn định. Nhưng ngừng cái là đường huyết nó lại lung tung. Có lần bác bị tụt huyết áp đấy, may mà con nó ở nhà cấp cứu luôn. Thế là thoát chết. Thế là con nó cũng sợ. Những đầu mạch mà thuốc tốt, thuốc hay là đều mua cho bác dùng hết, không có tiếc tiền gì cả. Nhưng mà người vẫn mỏi mệt, nó không muốn làm cái gì, nguy cơ tụt huyết áp vẫn luôn luôn xảy ra. Bác buồn lắm, cả nhà bác lo bảo như này thì có khi trở thành gánh nặng của gia đình mất, phiền quá. Thì một hôm ấy thì vô tình thôi, bác xem ở trên VTV9 ấy, họ giới thiệu một cái loại sữa dùng cho những cái người tiểu đường rất tốt, tức là cái sản phẩm Nutri Diabetes. Thế là bác cũng nói chuyện với con thử mua, tại vì mình có bệnh thì phải vái tứ phương, có cái gì chẳng. Thế là con đi mua luôn cho bác về uống. Nói thật ra thì uống chỉ cần một tuần đầu thôi, bác thấy người khỏe hơn, tức là huyết áp tương đối ổn định. Thế là bác mừng quá, bác bảo con mua luôn mấy hộp về uống dần. Và uống nó rất đơn giản, cứ 5 muỗng ở trong cái hộp sữa này pha ra một cốc khoảng 200ml nước, sáng uống một lần, chiều uống một lần, trước đi khi đi ngủ uống một lần. Dễ uống ghê lắm, mà thấy thành phần sữa như này bác mới an tâm này. Dây thìa canh này, sâm này, yến xào này, các khoáng chất, vitamin rất nhiều so với các hộp khác, rồi các thực phẩm ăn kiêng mà bác sĩ dặn bác thì có hết ở trong này, cho nên bác an tâm lắm. Mà bác lại còn đọc sách báo ấy, cái dây thìa canh nó là khắc tinh của bệnh tiểu đường. Thế mới kỳ diệu, giá lại hợp. Và bác lo nhất là cái biến chứng tiểu đường. Bác sĩ bảo úi giời, bác mà không điều trị dứt điểm ấy, cái biến chứng tiểu đường mới là chết. Nó phá hết cả gan thận, rồi nó cắt tứ chi, ngón chân ngón tay của mình là đi bay. Mà bạn thân của bác ấy bị tiểu đường, xong rồi điều trị không khỏi, thế là phải đi chạy thận, khổ vô cùng. Thế là mừng quá, vớ được cái sản phẩm sữa này là bác an tâm uống luôn. Sau khi bác dùng cái sữa Nutri Diabetes này khoảng hơn tháng, bác thấy người da rẻ hồng hào, khỏe mạnh lên. Ăn ngon, ngủ ngon, lại đi thể dục rất thoải mái. Thế là bác mới bảo con cái là như này: con ơi, đường huyết của bố bây giờ là ổn định đấy, đưa bố đi khám nhá. Thế là con đưa bác đi thăm khám ở bệnh viện, lại xét nghiệm, thử máu, thử nước tiểu. Ui giời, kết quả bác, chính bác cũng không tin được.
trước nhá, bác 9,5, 9,7 chấm. Bây giờ nó tụt xuống, nó sấp xỉ 6,5 chấm. Thế cho nên nó mới khỏe mạnh. Hơn một tháng sau, bác đi chơi luôn. Đi chơi, đi du lịch, đi đâu bác mang theo đấy. Thế mới sướng, rất thuận tiện. Còn một điểm nữa ấy, là cái bác sĩ dặn ấy, là luôn luôn phải, người bị bệnh tiểu đường luôn luôn phải ăn uống ở chế độ khoa học, kiêng khem, rồi phải dùng thuốc theo đúng cái chỉ định. Thì đây rồi, có sữa này thì bây giờ bác uống rồi chẳng cần phải lo nữa, ăn uống rất khoa học, rồi thể dục thể thao, tinh thần nó thoải mái. Cho nên bác cũng chỉ khuyên ấy, những người tuổi cao không ai tránh được gọi là bệnh tật đâu, đặc biệt bệnh tiểu đường, mà nhất là tiểu đường bây giờ nó trẻ hóa đến cả các bạn trẻ rồi đấy. Thì hãy ăn uống khoa học, tập luyện cho nó tốt, để tinh thần cho nó thoải mái, thì đánh bay tiểu đường, không có sợ gì cả. Đặc biệt là mình dùng cái sữa Nutri Diabetes này rất thuận tiện, rất tốt.